các ông bà và anh chị em. Thời gian qua, hàng triệu người đang sống trong hoảng sợ, hoảng loạn, sợ hãi, giận dữ, buồn bã, bối rối và tuyệt vọng. Ai ai cũng nghĩ rằng mình đang đi đến một cuộc hẹn định mệnh của kiếp người với vận tốc kinh hoàng do đại dịch coronavirus gây ra. Sự kinh hoàng do lây nhiễm lan nhanh cộng thêm cú sốc bởi sự khởi phát đột ngột của nó. Nhân loại như đang sống trong một bộ phim kinh dị. Nhiều người trong chúng ta cũng đã từng đặt câu hỏi: tại sao? Tại sao lại có đại dịch này? Tại sao Chúa lại để cho dịch bệnh có thể xảy ra? Tại sao Chúa không can thiệp khi chúng ta kêu cầu trong đau đớn và thậm chí có người còn sợ hãi, thất vọng? Hay là Thiên Chúa đang ở đâu? Đời là một hành trình tiến về cùng đích, ngang qua cái chết. Đối với người vô thần, chết là hết, là thảm bại bi đát nhất của cuộc đời. Còn niềm tin Kitô giáo cho chúng ta biết chắc chắn rằng chết không phải là hết, nhưng là cánh cửa mở ra cho chúng ta bước vào đời sống mới, đời sống vĩnh cửu, sự sống trường sinh mà chính Đức Kitô phục sinh đã mang lại cho chúng ta. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Phêrô và Gioan chạy ra mồ thầy, điển hình cho một nhân loại đi đến sự chết. Thế nhưng họ lại gặp được đấng sống lại từ cõi chết để dẫn đưa con người tới cõi sống trường sinh. Maria Magdala ngồi bên mộ khóc thương người đã chết, nhưng bà lại gặp được đấng sống lại tỏ cho biết Ngài về với Thiên Chúa là Cha của Ngài, cũng là Thiên Chúa và là Cha của chúng ta. Đối với các tông đồ trên đường Emmau cũng thế, biến cố bi thảm của ngày thứ sáu tự nạn đã làm tiêu tan mọi ước mơ và hy vọng của các ông. Họ đã từng theo Chúa với hy vọng Ngài sẽ thiết lập một vương quốc mới, nhưng rồi Ngài đã bị kết án, chết trên thập giá. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Chúng tôi vẫn hy vọng chính người sẽ là đấng cứu chuộc Israel. Trước cái chết của thầy, các môn đệ bỏ chạy tán loạn. Trong số đó có hai môn đệ trở về quê, trở về với cuộc sống cũ, bước chân chịu nặng, tâm hồn chất chứa sầu lo và thất vọng. Cái chết của Chúa Giêsu là một chấm hết đối với họ, hết mong công hầu khanh tướng, hết giấc mơ của một vương quốc thịnh vượng, hết hy vọng trở về làng cũ là trở về với thất vọng ê chề. Chính lúc ấy đấng phục sinh hiện ra, Ngài đồng hành với họ, Ngài mở đầu đối thoại để họ được tự do giải bày tâm sự đè nặng tâm hồn. Sau đó Ngài dùng các lời kinh thánh liên quan đến đấng Mê-sia để giải thích cho họ biết Ngài phải trải qua thập giá để được sống lại vinh quang. Càng nghe, lòng họ càng sáng lên và hy vọng bắt đầu chớm nở. Hành trình của hai môn đệ trên đường Emmau cũng chính là hành trình của mỗi người chúng ta trên đường đời trước những thử thách, đau thương và thất bại. Khi đức tin bị chao đảo, chúng ta mất phương hướng, lòng chịu nặng nỗi thương đau ai oán và buông xuôi cho số phận đưa đẩy, có người còn tiêu cực nữa. Hãy nhìn vào đại dịch coronavirus cũng là một cơ hội để con người nhận ra nhau. Thế giới nhận ra những thể chế phi nhân vô thần luôn luôn là bảo tàng tráo trở. Những phẩm chất thiện lành hỗ ái được dịp bộc lộ đồng hành cùng những thói tật dã gian tị ố giữa con người với nhau. Nhân loại phẫn nộ khi chứng kiến những kẻ tìm cách đổ bệnh cho người khác như nhổ nước bọt vào người, vào khóa cửa, khóa cổng, khóa xe ô tô và vật dụng của người khác.
cố tình khạc nhỡ vào nút bấm cầu thang, thực phẩm bày bán trong siêu thị, dùng chức quyền để ăn chặn, cướp khẩu trang và đồ bảo hộ y tế của các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chữa trị và chăm sóc cho các bệnh nhân, làm giả và cấy mầm virus vào các công cụ y khoa để phát tán, ăn chặn, cướp bóc, giành giật những phần quà cứu đói của người nghèo, ngăn cản người dân chia sẻ miếng cơm, hạt gạo, khẩu trang cho người thiếu, ngăn cản người dân ép trả lại những món quà từ thiện, những kẻ cơ hội biến cái nguy của người thành cái cơ của mình để đầu cơ làm giàu trên mạng sống của người khác hay thông qua những chương trình viện trợ. Thậm chí như lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Việt Nam đã nâng tiền mua hàng trăm máy xét nghiệm để đút túi tiền, đó là tiền thuế của dân. Giá máy chỉ là 2,3 tỷ đồng một chiếc, thế nhưng lãnh đạo Thái Bình đã nâng lên 6,2 tỷ đồng, Hà Nội thì nâng lên 7 tỷ đồng, Quảng Nam thì nâng lên 7,5 tỷ đồng, Quảng Ninh thì nâng lên 8,4 tỷ đồng, Hải Phòng thì nâng lên gần 10 tỷ đồng. Những số tiền chênh lệch này vô cùng lớn lao, họ chia chác và ăn trên xương máu của người dân. Tất nhiên, Chúa không bỏ rơi con người, Chúa vẫn đến với chúng ta ngang qua các nhà khoa học, các bác sĩ, nhân viên y tế, các thiện nguyện viên, các nhà lãnh đạo, những người hảo tâm chung tay ngăn chặn dịch bệnh một cách vô vi lợi và chia sẻ với những người bất hạnh là nạn nhân của đại dịch. Đối với người Kitô hữu, Thiên Chúa còn đến với chúng ta ngang qua gương mặt lem luốc những phận đời đau khổ của các nạn nhân dịch bệnh cũng như các thừa tác viên của Ngài. Chỉ riêng nước Ý và Tây Ban Nha đã có hơn 200 linh mục mất mạng vì phục vụ mục vụ cho các bệnh nhân. Trên hành trình tiến về cõi sống vĩnh cửu, nơi không còn tang thấp và đau thương, chúng ta tìm đâu nguồn trợ lực đích thực nếu không phải từ Chúa phục sinh. Chúa phục sinh hiện ra với hai môn đệ, chứng tỏ Chúa vẫn luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời và thân thiết đối với mỗi người chúng ta. Trên đường Emmaus, từ sự thất vọng đến việc nhận ra Chúa Giê-xu, nhờ chính Ngài đã tỏ mình ra. Chúa Giê-xu vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, nhất là trong những lúc đau thương, thất bại. Khi thiếu niềm tin, chúng ta không nhận ra Ngài, khóa chặt tâm hồn mình trong tinh thần buồn chán mà quên rằng cửa mồ đã mở toang, Đức Kitô đã ra khỏi mồ đồng hành với chúng ta qua lời Kinh Thánh và chờ đợi chúng ta nơi Thánh Thể. Hãy đến gặp Ngài, lòng chúng ta sẽ ấm lên và hướng đi lại được mở toang trong hy vọng. Xin hãy ở lại với chúng tôi trong bữa ăn, chính lúc Chúa hiện diện, chính lúc Chúa thực hiện lại những lời và cử chỉ của bữa tiệc ly. Lập tức mắt đức tin của các ông sáng ra và nhận ra Ngài đã sống lại. Nơi Thánh Thể, Đức Kitô phục sinh hiện diện thật sự, chúng ta chỉ có thể nhận thấy bằng con mắt của đức tin. Lòng đầy hân hoan, hai ông vội trở về Jerusalem, về với cộng đoàn để loan chứng Thầy đã sống lại. Khi đã gặp được Chúa, chúng ta không thể tiếp tục con đường xói lỡ của buồn sâu, thất vọng, nhưng mau chóng trở về với cộng đoàn, với con đường mà Chúa đã mời gọi chúng ta đi theo Ngài, mang sứ mệnh loan truyền và làm chứng Chúa đã sống lại. Chúng tôi đã gặp được Ngài. Hôm nay trên hành trình chương thế cũng chính là hành trình Emmaus của mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta biết nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng ta, biết mời Chúa ở lại với chúng ta để nhận ra Chúa qua lời của Ngài, qua các bí tích mà Ngài để lại, nhất là bí tích Thánh Thể.
Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay là Kitô hữu, là con cái và là môn đệ của Ngài. Chúng ta đã tin tưởng vào sự phục sinh của Ngài, và nhờ sự phục sinh của Ngài mà chúng ta được sống đời đời. Thì niềm vui phục sinh phải là hành trang, phải là động lực để chúng ta tiến bước trên hành trình với Chúa. Đó để chúng ta biết dùng chính đời sống bác ái yêu thương của mình để minh chứng cho niềm tin của chúng ta và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa. Để qua cuộc sống của chúng ta, người khác sẽ nhận ra tình yêu của Chúa mà chạy đến với Ngài. Amen.